Xin chào mọi người. Chào đón mọi người cùng quay trở lại với kênh YouTube của Gia Gia Trương Nhi. Và ngày hôm nay mình đã mời bạn Quỳnh tới đây xinh đẹp. Bạn Quỳnh xinh đẹp tới đây, tới kênh của Gia Gia để cùng nói về chủ đề làm gì trong ngày 30 Tết. Chúng ta sẽ làm gì? Chị làm gì? Thường thì chị sẽ đi về quê để chị đón Tết cùng với gia đình. Thì năm nay chị quyết định là ở lại Sài Gòn để đón countdown. Mà năm nay có phải năm đầu tiên chị ở lại Sài Gòn không? À, năm nay là năm thứ hai chị ở lại Sài Gòn để đón countdown. Thì năm trước là chị phải đi quay cho nên là bắt buộc phải ở lại để đi quay xong mới đi mùng 1 Tết mới bay về. Vậy là năm trước là làm việc, còn năm nay là ở, năm nay là ở lại. Năm nay là quyết tâm là ở lại coi bắn pháo bông ở Sài Gòn hoành tráng như thế nào. Em thì em chưa bao giờ đón năm mới là Tết Nguyên Đán ở Sài Gòn, chưa bao giờ luôn. Năm nào em cũng bay về quê. Vậy là Quỳnh phải kiếm một bạn trai nào mọi người ơi. Quỳnh hiện tại chưa có bạn trai, và bạn trai nào muốn mà để Quỳnh mà ở lại đây đón Tết Nguyên Đán thì hãy đăng ký và hãy comment ở dưới nha. Ủa sao tư quá vậy, nó nói đến giữ tài là tư chứ ai vậy? Nhưng mà em nghĩ là hồi xưa thì có thể là hồi trước thì có lẽ em mế thì chắc là do em hơi mập, nhưng mà em nghĩ là cái vấn đề hơi mập của em thì trong năm nay thì em sẽ đắt hơn. Ví dụ ngồi đây thì thấy là em sẽ đắt tiền hơn chị rồi đó. Chị biết là bây giờ thịt heo giá nó lên dữ lắm. Đúng rồi, em thấy rồi đó. Giờ mua thịt heo cũng mắc hơn là thịt bò nữa. Thì đó, cho nên là mọi người Quỳnh đó, Quỳnh đang ra bản thân mình. Không, nhưng mà không chỉ là không có coi bắn pháo bông ở trên Sài Gòn nha, mà ở dưới quê em cũng chưa bao giờ đi coi bắn pháo bông ngày Tết luôn. Em như vậy Quỳnh, sao vậy? Em chỉ coi bắn pháo bông ở trên TV thôi chị, em thề với chị luôn á. Tại sao em không thưởng thức nó ở ngoài? Tại vì ở ngoài chị đã thưởng thức nó mấy lần rồi. Tại vì năm nào mà có bắn pháo bông chị đều đi lên tòa nhà cao nhất, đó là tòa nhà Landmark 81 để đi coi bắn pháo bông. Nó ngay sát lắm luôn à. Trời, nó cái bắn pháo bông mà nó sát ngay cái người của mình lúc mà mình chụp hình luôn. Trời ơi, hồi trước em có coi bắn pháo bông ké một lần chị, coi ké theo cái kiểu như là đi đường mà kẹt xe á. Lúc mà em đi làm về á, mà ngay lúc mà người ta chuẩn bị đang bắn pháo bông á. Kẹt xe đâu đi được nữa đâu đúng không? Kẹt xe đâu đi được nữa đâu, thì cứ kẹt như vậy mình thấy bắn nhỏ xíu xíu, cứ tí 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 đằng xa, cứ nghe bùm bùm bùm, xong thấy nhỏ xíu xíu li ti li ti. Xong lúc đó em nghĩ, trời ơi, coi đây chật chội, nực nội, chen lớn gần chết luôn. Mà thấy như vậy thôi, ở nhà coi TV thấy người ta quay cận cảnh còn đẹp hơn. Nếu ở trên đây mất tấm món coi đẹp đúng không? Đúng rồi, cho nên chị mới hỏi là năm nay mọi người có tính là đi coi bắn pháo bông không? Để chị rủ ghê, nhưng mà hình như mọi người không có ý định đó, cho nên là chị sẽ vẫn đi một mình. Chị dưới quê chân rồi, tại vì ở dưới quê nhà em là thuộc dạng trong vùng sâu vùng xa, mà ba mẹ em theo kiểu là không có được mà đi coi bắn pháo bông là chị biết phải đi 11, 12 giờ đêm, 1, 2 giờ sáng mới về tới nhà. Đâu, chị nhớ là ở dưới cha mẹ em cho đi. Không, chị nhớ là ở dưới quê thường thường á, người ta bắn pháo bông thường thường người ta bắn pháo bông sẽ vào 9 giờ rưỡi, không quá 10 giờ. Tại vì chưa bao giờ đi coi cho nên là chưa bao giờ biết. Chết rồi Quỳnh ơi. Trời ơi, hai lúa ở đâu tôi đúng hai lúa luôn. Đúng hai lúa luôn đó. Cho nên là hôm nay mọi người ơi, bây giờ là Gia Gia sẽ giải ngối cho Quỳnh bắn pháo bông là như thế nào. Đúng rồi, em muốn biết được cái cảm giác lúc mà coi bắn pháo bông mà coi gần vậy luôn á. Nếu như mà coi ở trên tầng lên mắt 81 luôn á thì chắc là coi rõ lắm luôn đúng không chị? Thực sự rất là rõ, tại vì nó bắn pháo bông ngay sát cái tòa nhà nó luôn. Nó không phải là tụ điểm ngay chỗ quận 1 nữa, là nó tụ điểm ngay trong Vinhome luôn. Thì khi bắn pháo bông như vậy á thì mình có thể thấy được là cả toàn cái quận 1, và cũng như là ngay cái bờ hồ đó là sẽ thấy được tất cả các khán giả đang coi bắn pháo bông ở dưới nữa. Wow, rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Cho nên là năm sau chị có còn ở lại Sài Gòn có bắn pháo bông không? Năm nay chị còn này Quỳnh. Năm sau, đó năm sau, năm nay ta đặt vé về quê rồi. Cho nên là hoãn vé lại đi Quỳnh. Không sao. Năm sau thì sẽ chắc chắn sẽ mời. Chắc chắn sẽ mời Quỳnh đi coi. Năm sau Quỳnh. Đâu được người ta hết ế rồi sao sau video rồi. Này người đúng ta hết ế rồi sao mày vô trời ơi nào sao kia chị ơi em bận này á em bận này chị ơi em bận phải về nhà bạn trai em chị mừng cho em chứ chị mừng cho em đúng không. Năm sau mình có bạn trai pháo bông vừa bùm 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 một cái là em bùm 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 luôn đó. Cho chị chưa năm mới là chị thì chúc Quỳnh năm sau có bạn trai nè, năm sau rồi xinh đẹp hơn nè. Đó, thịt heo càng ngày càng lên ký hơn, cũng lên tiền hơn. Năm sau này em mong em bớt bớt lại đi chứ năm nay quá trời. Không sao, qua Tết cho em còn dữ hơn nữa.
Quỳnh ấy cứ theo chị và follow những YouTube của chị thì các bạn sẽ dần dần sẽ ớn hơn. Một trong những lý do mà mình đu theo chị Gia Gia là tại vì bây giờ là mình gọi là mình đã bị đắt giá quá rồi cho mình phải đu theo chị Gia Gia để mình coi. Thiệt ra là Quỳnh cũng còn tươi lắm nhưng mà ốm lại tí thì sẽ rất là đẹp. Không mà quan trọng nữa là cái sức khỏe của mình đó chị. Đúng rồi. Thực sự là như vậy luôn á. Đặc biệt là những bạn nữ luôn, ngoài cái vóc dáng như là để cho mình xinh đẹp hơn mà còn liên quan tới sức khỏe nữa. Đúng rồi. Nếu như một cái chuyện mà là sự thật luôn, hôm nay mình chị Gia Gia mới nói luôn là các bạn nữ khi mà tới tháng là sẽ rất là đau bụng, nhưng mà nếu như mình tập thể dục thường xuyên thì sẽ không bị, đúng không? Chính xác. Tại vì hồi trước là chị cũng đã có từng một thời gian mình không đi tập thể dục á, thì đến mỗi tháng thì đến cái cơn đau đó là coi như là giống như muốn xỉu luôn. Đang quay mà tự nhiên trời ơi xanh mặt mày mà cũng như muốn ngã ngay chỗ đó luôn, thì phải dùng viên thuốc thần kỳ đó. Đây nè em nè, nhưng mà đó, khi mà bạn uống viên thuốc đó thì không phải là nó sẽ hết liền, nó phải cần đúng, thời gian nó thẩm thấu vào trong cơ thể của mình cho ít nhất cũng phải là một tiếng hơn thì bắt đầu cơ thể của mình nó mới bắt đầu giảm đau được. Cho nên là lúc nào mà kiểu như gấp á là em chơi 2 viên 3 viên không, nhưng mà thực ra là nhiều mình, bị lợn đúng rồi chị. Nhiều khi mình dùng thuốc nhiều quá thì sẽ không tốt, cho nên là cái vấn đề mà tập thể dục nó sẽ làm cho điều tiết cái cơ thể mình vào giống như là tuần hoàn cái máu trong cơ thể mình á, thì đến cái ngày đó thì thường là bây giờ chị không đau bụng nữa. Nhưng mà những ngày Tết thì ví dụ như là chị đi chơi Tết, chị nghỉ Tết này kia là chị có còn tập thể dục thể thao không? Thường thì những ngày Tết thì mình không có tập thể dục thể thao, mình sẽ dành thời gian nhiều cho gia đình của mình hơn. Tại vì cả năm rồi mình đi làm nhiều quá rồi, mình tập nhiều quá rồi, cái cuối năm là mình phải về. Có dịp để xóa rồi, chứ không? Cứ dịp để xóa, nhưng mà thật sự ra là trong cái việc ăn uống của chị rất là tiết chế. Chị không có ăn nhiều giống như mọi người, thay vì nhìn thấy mọi người ăn là mình thấy vui rồi. Được cái là nhìn thấy mọi người ăn là mình thấy vậy vui luôn hả? Ồ. Em nhìn thấy mọi người ăn mà không ăn là không vui. Em phải ăn em mới vui, cho nên em mới vậy nè. Không mà thực sự là ăn, nhưng mà nếu mà bạn nào mà ăn mà chia ra được nhiều bữa trong một ngày á, thì nó sẽ đỡ mập hơn là mình ăn quá no cho một bữa. Ủa vậy hả chị? Nếu mà em ăn mà chia nhỏ bữa ra thì sẽ tốt hơn. Chắc là em thấy cái vấn đề này khá là hay đó. Chắc là thí dụ như là hôm nào đó rảnh rảnh á, hai chị em mình ngồi nói sẽ đúng rồi chị bày cho em một mình vài sẽ cách tư vấn là, một số khác về cái việc mà ăn uống mùa Tết. Chính xác, đặc biệt là mùa Tết luôn á, đồ ăn nó là ngập mặt luôn. Chị, nhưng mà nếu như mà mình nói tới cái chuyện bắn pháo hoa thì bây giờ túm lại là chị có biết là Tết Nguyên Đán năm nay là Sài Gòn có những cái điểm nào bắn pháo hoa không? Vâng, nói đến chuyện mặt địa điểm bắn pháo bông thì chị đã soạn ra một cái list bao gồm luôn hả? Bao gồm tổng cộng là 8 địa điểm. Địa điểm đầu tiên đó là khu vực hầm vượt sông Sài Gòn Thủ Thiêm ở quận 2, tòa nhà Landmark 81, đó là tòa nhà gần ngay nhà chị luôn, chị cứ cần đi bộ tới là lên tới nơi coi luôn. Và địa điểm thứ ba đó là công viên văn hóa Đầm Sen quận 11, khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc quận 9 và khu đền tưởng niệm lịch sử Bến Dược huyện Củ Chi. Tiếp theo nữa là đường Đào Cử, trung tâm hành chính Cần Giờ, huyện Cần Giờ, khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, và cuối cùng đó là ban chỉ huy quân sự Bình Chánh, huyện Bình Chánh. Ban chỉ huy quân sự bắn pháo bông không? Người ta phải bắn pháo bông cho cái khu vực người ta coi nữa mà, Bình Chánh mà xa mà. Mỗi khu vực đều có một địa điểm để coi bắn pháo bông. Chính vì vậy các bạn hãy đón một đêm giao thừa thật là tuyệt vời cùng với gia đình của mình nhé. Năm nay thì mình không có cơ hội đu theo chị Gia Gia rồi, thì mình quen với chị Gia Gia trễ quá, mình đặt vé thì quên mất tiêu rồi. Nhưng mà năm sau mình không sao đi. Năm sau không, nhưng mà năm sau không hy vọng đu theo chị. Năm sau mình hy vọng mình sẽ có bạn trai. Chúc mừng mình có bạn trai năm sau đi mọi người, mãi vô mãi vô. Cảm ơn chị đã rao em. Bye bye mọi người, bây giờ chúng ta cùng bye bye mọi người và hẹn mọi người ở một số khác của kênh YouTube của Gia Gia Chân Nhi. Bye bye.